Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục tay súng IS và phiến quân người Kurd tên từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt hàng chục nghi can phiến quân nhà nước Hồi giáo và quân du kích người Kurd trong một cuộc đột kích diễn ra vào sáng sớm hôm nay 27 tháng 7. Được coi là thành viên tham gia liên quân chống phiến quân nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ dẫn đầu một cách miễn cưỡng lâu nay, hồi tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã có một bước chuyển quan trọng sau khi đồng ý để lực lượng đồng minh sử dụng căn cứ không quân của họ để oanh kích các mục tiêu của phong trào thánh chiến tại Syria, cũng như việc bắt giữ các nghi can của tổ chức này tại các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Oanh tạc cơ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng thời oanh kích trại đóng quân của quân du kích người Kurd tại Iraq vào đêm Chủ nhật, thứ hai liên tiếp, coi như đã làm tan vỡ tiến trình hòa bình đã thảo luận với đảng công nhân người Kurd, viết tắt là PKK. Đài truyền hình CNN Turk cho biết hơn 800 nghi can phiến quân nhà nước Hồi giáo và thành viên của PKK đã bị bắt hồi tuần qua trong một cuộc bố ráp được thực hiện trong nước. Nhật báo thân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng hơn 500 cảnh sát đã càn quét khắp quận Hacı Bayram của thủ đô Ankara, bắt 15 nghi can phiến quân nhà nước Hồi giáo, 11 người ngoại quốc. Chưa kể 19 người bị cáo buộc có liên lạc với PKK cũng bị bắt trong cuộc đột kích tại thành phố Adıyaman. PKK là đồng minh của tổ chức YPG của người Kurd Syria, đang cộng tác với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống phiến quân nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Syria.